có nhiều bạn hay nói là mẹ chê thì mình rất là bị cảm thấy buồn vâng, rồi vâng. tiêu cực rồi cảm thấy mình không có giá trị trong cuộc sống rồi cảm thấy là ố cái cả bản thân mẹ mình nhìn mình không thấy mình có điểm tốt gì thì mình làm sao mình nhìn mình vâng, đấy là thời gian đầu thôi thời gian có khoảng đầu. thời gian đầu lúc mà em vừa mới gọi là vừa mới nhận thức được là những cái sự tổn thương nó đến với mình ấy ừ. khi mà em bắt đầu em nhận thức được là À bắt đầu mình đón nhận được những sự tổn thương là cái điều đổ, tổn thương đầu tiên là mẹ em chửi em ấy à. là là nghe những sự chửi mắng của mẹ em ấy là vì những cái lỗi nhỏ nhặt ví dụ như là hơi lơ là về học tập này Thì mẹ em cũng cũng mắng nhiếc rất là khó nghe nhưng mà đợt đấy thì em cũng đã ok đã cảm thấy được à đây chính là cái tổn thương đầu đời <cười> ừ. <cười> mình cảm thấy là trong cuộc sống. Nhưng mà về sau này thì em thấy là cái việc mà thương cho roi cho vọt ấy là đúng hả? Là đúng. Nói chung là bố mẹ mình cũng thương mình thôi tùy là bố mẹ nào cũng chả thương con đúng không? Nhờ tùy tính cách nhưng, nhưng mà, mà ngay lúc đó thì em xử sự thì sao ngay lúc đó mình dỗi, mình Bùng mà tại sao mẹ đối xử con thế ờ, em làm cái thái độ luôn, cái đó. hành động đó luôn đó hả? Vâng thôi như tâm trí có chí. bị chửi thêm không? Ừ <laughs> ờ, em làm như thế một phát sao mẹ em bảo một phát mà mồm luôn thật sự mà mẹ đừng có ngúng đừng có ngúng quậy trước mặt tao rất là ngứa mắt. và lúc sau mẹ con lại bình thường nhưng không có gì xảy ra lại ấu con ơi ngày hôm nay là rất là vui nha mẹ đưa con đi chơi là mọi thứ lại à, tan biến có nghĩa là theo dần dần mình sẽ quen với cái việc đó luôn. Vâng. Hay là mình nhìn cái việc đó theo một hướng khác. Nói chung là nhìn theo một hướng khác thôi. Nói chung là mình khi mà mình đã tích cực ấy thì cho mọi dù thứ, mọi, nó... mọi thứ nó đều màu hồng ấy, à. nó, nó thể vui, nó đều nó đều đến với mình một cách rất là nhẹ nhàng, có nghĩa là rất mẹ là mắng, dễ thở. Ồ, Là mẹ mắng nữa đây rồi nhưng mà vâng. vui quá. Vui quá. Cười về. Bây giờ hồi xưa ví dụ mẹ em mắng một tí là hơi hơi dưng dưng các mắt này, hơi à. cảm thấy là cuộc đời không có ai đau khổ với mình. À. Trên thế giới này có bao nhiêu người cũng đau khổ nhưng chắc nỗi khổ của mình là duy nhất. Nhưng mà đến bây giờ em cảm thấy rất là Mẹ nói tiếp đi oh. Mẹ nói tiếp đi Mẹ nói xong chưa mẹ em Cảm ơn mẹ rất nhiều Con chất trọng điều đó <laughs> Respect My mom Mẹ có quánh hộp cái không? Không mẹ em chán mẹ em đi ngủ luôn oh. Mẹ em bảo mày hết thuốc chữa Hãy để cho xã hội dạy mày <laughs>